về làm nó nứt ra như này, nứt như này, ở công ty có ngày nó sập chết người. Bên kia có mặt 100 mét thôi. Đấy thì nó nổ mìn rồi, tiếng ồn rồi, tiếng khói bụi rồi, đủ. Đã khai thác rồi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng ở ngưỡng nào? Thưa quý vị, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, vừa là nguồn dự trữ lâu dài phải được quy hoạch, điều tra, thăm dò đầy đủ. Không thể phủ nhận đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản trong sự phát triển của các địa phương. Tuy nhiên, nếu trước và trong quá trình khai thác và kinh doanh khoáng sản, doanh nghiệp không có sự nghiên cứu và đánh giá những tác động kỹ lưỡng thì sẽ rất rủi ro cho môi trường và cuộc sống của người dân sống gần khu vực khai thác. Câu chuyện dưới đây tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình. Cách mỏ khai thác đá chưa đầy 100 mét, nhà ông Toàn chịu ảnh hưởng nặng nhất, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan. Vô số vết nứt chạy dọc theo tường nhà. Hết cả một góc nứt, nứt hết cổ trần này. Còn đây lên trên này, cái tầng 2 này, hai cái gian ở trên này là nó cũng nứt hết cổ tường. Đôi coi như nứt mái này, nứt đôi là vứt đi rồi. Giọt nước đây, mưa mấy ngày nay cái hiện hứng như này ở sao được đâu. Mỏ về làm nó nứt ra như này, nứt như này, ở công ty có ngày nó sập chết người. Nhà ông Toàn cũng chỉ là một trong số nhiều căn được Ủy ban Nhân dân huyện đưa vào danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng do việc nổ mìn khai thác đá của công ty cổ phần Dolomite Việt Nam. Dĩ nhiên, bảng thống kê này chỉ có thể miêu tả những vết nứt đã để lại lên các căn nhà. Còn người dân mới cảm nhận được hết những phiền toái khi sống gần mỏ. Khi người ta nổ mìn đấy là đá bắn hết ra nhà dân. Thế nên dân chúng tôi ở gần quá như này thì không thể chịu được. Nhà tôi thì lúc nào cũng cứ phải đóng cửa như thế này. Thì thi thoảng cũng muốn mở ra một tí cho nó thoáng để lấy cái không khí ngoài trời. Đây kia kìa, anh nhìn đi nè. Mở cửa ra một tí mà khói bụi cứ mùng mịt thế này thì lúc nào chẳng phải đóng cửa. Mỏ đá Dolomite nằm trên địa bàn xã Phú Sơn, được cấp phép khai thác 30 năm. Hiện công trình đã hoạt động được 9 năm. Nhưng mới khai trường nổ mìn khoảng một năm trở lại đây. Đó cũng là lúc những phàn nàn của người dân trở nên dồn dập. Cho đến tháng 4 năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã tạm đình chỉ việc nổ mìn của mỏ đá cho đến khi tìm được hướng khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Rồi đến tháng 7, công ty đã đưa ra lời cam kết sẽ giảm thiểu các tác động của việc khai thác để được quay lại hoạt động nổ mìn. Nhưng chừng đó chưa đủ làm người dân yên tâm. Đây là đi khảo sát. Khảo sát cái vị trí họ sẽ nổ mìn, vị trí mà mình sẽ giám sát xem cái hiện trạng khoảng cách như thế nào. Thông báo phát này là tới đây là công ty sẽ tiếp tục nổ mìn ở lại. Nhưng mà thật sự ra người dân chúng tôi lo lắm, không biết là trước thì làm nó đã như vậy rồi, bây giờ quay lại nổ thì không biết nó như thế nào. Người ta khỏe là người ta còn đi được, người ta chạy được, có thể người ta ra, người ta đi sang nhà khác, không đi xa ra. Nhưng tôi già yếu này rồi là không đi đâu được. Đi không được, ở cũng chẳng xong. Thấp thỏm lo lắng về những nguy hiểm có thể tiếp tục rình rập ngay cạnh nhà mà chẳng biết chạy đường nào. Theo quy định thì thông thường khoảng cách an toàn từ công trình đến vị trí nổ mìn trong đất đá ở Lộ Thiên khoảng 250 mét, đảm bảo an toàn cho người và công trình. Thế nhưng thực tế thì có những công trình dù là nằm trong phạm vi cho phép, thông số đạt yêu cầu, thế nhưng mà vẫn gây ra những tác động đến môi trường bởi một trong các yếu tố như là lượng thuốc nổ, đường kính lỗ khoan, các thông số kỹ thuật và phương pháp nổ. Nổ mìn thì có thể gây ra những cái tác động như là đá văng, rung chấn, sóng va đập không khí, bụi hay là tiếng ồn. Do đó thì các đơn vị cần phải tính toán những thông số kỹ thuật để đảm bảo an toàn đối với người và các công trình cần bảo vệ xung quanh. Mặc dù là các cơ quan chức năng cũng đã liên tục giám sát các cái hoạt động khai thác của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành theo đúng yêu cầu, thế nhưng mà trên thực tế thì vẫn có nhiều rủi ro khó lường. Nhiều đơn vị thì vừa làm vừa thăm dò, thậm chí là phải gián đoạn do ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cuộc sống của người dân. Làm thế nào để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động cũng như đảm bảo an toàn cho người dân sống gần các mỏ khoáng sản vẫn còn là bài toán nan giải, nhất là các vướng mắc trong việc bồi thường thiệt hại. Căn nhà 2 tầng của bà Nhi bị rạn nứt toàn bộ do nổ mìn từ mỏ đá. Dù đã khắc phục công trình với chi phí lên tới gần 100 triệu, nhưng sửa chỗ này lại hỏng chỗ khác. Nhà tôi bây giờ sơn bả rồi đây này, 2 lần cả chống thấm nữa mà bây giờ nó lại nứt ra nó không nghe. Vết nứt dài nhất là 3 mét rưỡi.
và số tiền đã được đền bù là 24.243.000. Với cái số tiền 24 triệu mà để dân chúng tôi khắc phục cả một cái tài sản lớn như của chúng tôi này là không thể đủ được. Hiện trên địa bàn xã Phú Sơn chỉ có 22 trên 63 hộ được bồi thường thiệt hại liên quan đến phản ánh về ảnh hưởng của việc nổ mìn tại mỏ đá Dolomite. Việc hỗ trợ ảnh hưởng chủ yếu dựa trên sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân. Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng thuận. Ngay cả khi đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã nhận trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề hy hữu. Chúng tôi có đi xin tiền đâu mà lại bảo là lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Không phải là đến nay hỏng bằng này lại đến sửa đưa vài chục triệu sửa, mai lại hỏng bằng kia lại đưa vài chục triệu sửa. Tôi không cần cái đấy. Cái tôi cần là cái an toàn đời sống của chúng tôi ở đây. Từ hợp tác lại thành bất đồng vì chưa tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Chưa kể còn nhiều vướng mắc trong vấn đề quản lý hoạt động khai thác mỏ. Cấp xã sẽ nắm được cái việc hoạt động của họ. Còn đối với chúng tôi thì hiện nay thì đối với lại cái việc mà Phòng Tài nguyên Môi trường cũng chưa có văn bản nào yêu cầu là phải xuống kiểm tra hoặc là xem xét cái việc khai thác của họ. Và chúng tôi không thể tự nhiên có thể xuống sách cặp xuống để làm việc với họ được, mà chỉ khi có sự chỉ đạo, yêu cầu. Thế nhưng khi phóng viên tới làm việc với đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn về những bất cập trong việc khai thác mỏ, thì Chủ tịch xã từ chối trả lời. Không rõ tác động ra sao, ảnh hưởng thế nào, nhưng nứt nhà, bụi và tiếng ồn thì ai cũng thấy, kể cả doanh nghiệp có cam kết tuân thủ quy trình. Nhưng nếu không có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, thì sẽ không thể đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác mỏ. Vâng, rõ ràng để nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của người dân cũng rất khó. Thực tế thì cơ quan chức năng cũng đã khảo sát, đo đạc và đánh giá thì mới đưa ra những thông số kỹ thuật, chứ không phải là trực quan để đánh giá tác động. Dĩ nhiên là phải có thời gian, chứ không thể một sớm một chiều được. Những ảnh hưởng của mỏ khai thác đá trong tiêu điểm ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập thì không chỉ dừng lại ở công trình và cuộc sống của những người dân sống gần khu vực khai thác, mà còn là sức ép lên hạ tầng giao thông, nơi mà các xe tải chở đất đá từ các mỏ hàng ngày vẫn đang đi qua. Như là tại đoạn đường quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình cho đến nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình chẳng hạn. Tưới nước liên tục nhưng cũng chẳng ăn thua, bởi mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm chiếc xe trọng tải lớn đi qua. Quá bụi chứ không phải là bụi. Xe tải đi lại ngày nào cũng đi đây vào trong mỏ lấy đá ấy. Bụi bặm khiến cho chúng tôi không thể nào mà thở nổi, nên ngày nào tôi cũng phải ra đây tôi té nước cho giảm cái độ bụi đi, nhưng mà cũng không ăn thua. Có cua đấy. Đường họ cua đấy, tranh nhau đi, ác chiến lắm. Rất là sợ nhưng mà vẫn phải đi, chứ không bỏ đi đường nào được. Thế mới thấy, để đi qua được con đường này thật không dễ gì. Nhất là với các em học sinh khi đến trường, nhiều lúc phải đi lên cả vỉa hè. Vì xe ô tô rất là đông nên thì em rất là sợ xe đâm nên em phải đi trên vách người này. Xe trước xe sau cách nhau vài mét nhưng cũng chẳng nhìn rõ bởi bụi. Nhiều năm nay, người dân tại xã Ninh Vân vẫn phải đi qua con đường này và sống chung với màn sương trắng. Ấy thế mà đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ninh Vân lại như chưa hề đi qua. Thế em không thấy bụi à? Không đi đâu biết. Nhưng mà anh đi không bụi, không bụi đâu mà. Lúc nào nước nó mặt mặt đường lúc nào nó ướt. Thì đúng là mặt đường có ướt, nhưng nước đọng tại các ổ gà ổ voi. Đây là tuyến đường các xe tải đi ra từ các mỏ đất đá. Giao thông hỗn loạn là thực trạng diễn ra hàng ngày tại đây. Tuyến đường này dài hơn 2 km, cũng là trục đường chính của xã. Dù đã có chủ trương phê duyệt cải tạo nâng cấp từ năm ngoái, nhưng do điều chỉnh kinh phí nên đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Như trước đây thì là dự án do Sở Giao thông quản lý, cho nên là khi mà bàn giao với cho huyện thì huyện mới đầu tư được. Thì thuận lợi thì là khoảng đầu năm 2024 là khởi công được. Quy mô của dự án này, cái kết cấu áo đường và kết cấu nền đường đang được tính toán để đảm bảo cho chịu tải để cho các xe tải trọng lớn đi qua. Tuy nhiên là về việc tính toán này thì nó sẽ có tiêu chuẩn của nó. Còn khi mà đưa vào khai thác sử dụng thì khi mà bàn giao lại cho xã thì đương nhiên là sẽ yêu cầu xã là phải cấm biển tải trọng công trình. Cả khi đã có biển thông báo và biển cấm xe tải đi qua nhưng chẳng ai để ý. Đến như chiếc cầu này vừa được nâng cấp hoàn thành cách đây ít ngày, thế nhưng xe tải vẫn cứ chen nhau đi vào.
ai sẽ chịu trách nhiệm nếu cầu yếu.